một năm á. Cái đó là cái tầm bé chỉ để ăn kèm thôi. Nó chạy nhanh quá hả? Còn cái này là mấy con? Khoảng mấy lạng. Mấy lạng? Khoảng 7 lạng gì đó, 6-7 lạng. Thôi kệ mình ăn cái đó luôn đi. Ăn con nhỏ này luôn nhé. Được không? Hả? Hai con này nó rơi vào khoảng cân gì đó. Ở mình chỉ có cá thôi đúng không? Nhé, chuyên cá. Ngoài cá ra thì có bánh khoai, cơm trắng, mì rán, rau xào ấy ạ. Sao em để về 1 cân ạ? Ôi, bé này. Quá rồi, hai chị mà. Hả? Hai chị mày ăn rồi. Cân mốt ạ. 2 cân mốt và 1 cân mốt. Đi để đi sao hết mà. Đi lên nốt cái người trên này nha.